Tuyệt kỹ này của Alejandro Garnacho vào lưới Leicester City cũng chính là dấu chấm kết thúc triều đại của Ruud van Nistelrooy tại Manchester United. Tuy rất ngắn, chỉ có vỏn vẹn 4 trận mà thôi, bởi Van Gaal chỉ đóng vai trò huấn luyện viên tạm quyền, nhưng những gì mà van Nistelrooy đã làm cho Manchester United là quá to lớn. Sự hồi sinh mạnh mẽ này, đó như là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong mùa giải 2024-2025 với Quỷ Đỏ. Bởi ngày hôm nay thôi, một đế chế mới với lãnh tướng Ruben Amorim sẽ được hình thành. Thật đáng tiếc khi mà cánh cửa mới đó mở ra cũng là lúc mà van Nistelrooy nói lời chia tay với nhà hát của những giấc mơ. Nhiệm vụ của Van Gaal đã hoàn thành xuất sắc và giờ là lúc Ruud tự viết lên câu chuyện của mình. Một hành trình mang tên trở thành huấn luyện viên vĩ đại. Manchester United xác nhận van Nistelrooy sẽ rời câu lạc bộ. Ruud trở lại Old Trafford vào hè 2023 và đã dẫn dắt câu lạc bộ trong 4 trận đấu gần nhất với tư cách huấn luyện viên tạm quyền. Ông sẽ luôn là huyền thoại của Manchester United. Chúng tôi biết ơn đóng góp của Ruud. Van Gaal sẽ luôn được chào đón tại Old Trafford. Đó chính là thông tin chính thức đã được chính trang chủ Manchester United đưa ra sau cuộc nói chuyện quyết định với Ruben Amorim. Dù không muốn, nhưng sau cùng thì Ruud van Nistelrooy vẫn chọn rời nhà hát của những giấc mơ. Amorim vẫn dành rất nhiều sự tôn trọng cho người tiền nhiệm, người đàn anh đến từ Hà Lan. Tuy nhiên cả hai cũng hiểu rằng để tạo nên một Manchester United mạnh mẽ hơn, máu lửa hơn thì cần phải có một cuộc cách mạng triệt để. Chính vì lý do ấy, Ruben Amorim sẽ bê nguyên đội ngũ huấn luyện đã cùng làm việc với mình để tạo nên sự gắn kết và ăn ý nhất trong công việc. Danh sách đó bao gồm 3 trợ lý Carlos Fernandez, Adelio Candido, Emmanuel Ferro cùng với huấn luyện viên thủ môn Jorge Vital và huấn luyện viên thể lực Paulo Barrera. Những tàn dư dưới chế độ cũ của Erik ten Hag đều sẽ phải rời đi. Ngoài van Nistelrooy, ta còn có các thành viên của ban huấn luyện khác gồm René Hake, Jeletan Ruvela và Peter Morel. Chắc chắn rồi, với từng ấy đóng góp chỉ sau 4 trận chỉ đạo tạm thời, việc không thể giữ chân van Nistelrooy ở lại Old Trafford sẽ để lại rất nhiều sự hụt hẫng dành cho các cổ động viên Manchester United. Phải nói rằng Ruben Amorim hết sức may mắn khi được tiếp quản câu lạc bộ từ tay của Van Gaal chứ không phải là Ten Hag. Cựu tiền đạo người Hà Lan đã làm quá xuất sắc nhiệm vụ của một người trung chuyển khi mà ông hồi sinh hầu hết nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Man United lúc này. Dưới sự chỉ đạo của Van Gaal, Quỷ Đỏ thắng 3 và hòa 1 đem lại sự phấn khích và kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Đến trận đấu cuối cùng, Manchester United vẫn thể hiện phong độ thuyết phục và hạ đẹp Leicester City 3 bàn không gỡ. Qua đó có lời chia tay không thể viên mãn hơn. Không chỉ cải thiện thành tích thi đấu, van Nistelrooy còn thổi luồng sinh khí mới vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Những màn trình diễn của Manchester United gần đây cho thấy các cầu thủ ra sân với sự tươi vui và khát khao mạnh mẽ hơn, điều vốn hiếm thấy dưới thời của huấn luyện viên Erik ten Hag. Đây mới chính là điều quan trọng nhất và cũng là thứ mà Ruben Amorim cần cảm ơn Van Gaal nhiều nhất. Ông đã giúp cho Casemiro hồi sinh, mang hình ảnh của một chiếc mỏ neo đẳng cấp quay trở lại. Van Gaal đặt trọn niềm tin vào Bruno Fernandes, mặc kệ chuỗi 13 trận tịt ngòi của ngôi sao người Bồ Đào Nha mà vẫn đặt anh làm trung tâm phát triển lối chơi. Kết quả là Bruno làm nhẹ 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo chỉ sau 4 trận mà Van Gaal tạm quyền. Đó còn chưa kể là Amad Diallo vô cùng trẻ trung đã được tiếp thêm rất nhiều năng lượng và con đường thăng tiến của tài năng này đã được van Nistelrooy đảm bảo triệt để. Rồi những tân binh đắt giá như là Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt cũng nhanh chóng hòa nhập và duy trì phong độ ổn định khi được Van Gaal tin dùng. Đây chính là nghệ thuật đắc nhân tâm mà cựu sao Manchester United đã sử dụng, chính ngọn lửa đam mê, tâm huyết của mình để truyền vào từng cậu học trò. Chính vì sự xuất sắc đó nên khi nhìn vào góc độ bao quát hơn thì việc Van Gaal không chọn ở lại Manchester United nữa xem ra là nước đi sáng suốt và tốt cho cả hai. Ruben Amorim cần đặt trọn tầm ảnh hưởng của mình lên đội bóng mới. Manchester United bây giờ là của chiến lược gia người Bồ Đào Nha chứ không phải là một ai khác. Vì thế một người có tầm ảnh hưởng quá lớn như là van Nistelrooy nên ra đi. Ngược lại, vị thuyền trưởng sinh năm 1976 rời nhà hát với tâm thế ngẩng cao đầu sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để tiếp tục chinh phục con đường huấn luyện của mình. Nên nhớ, mục tiêu của Van Gaal là trở thành một huấn luyện viên trưởng xuất chúng chứ không phải là một gã trợ lý hay là một người thầy chữa cháy. Nếu ở lại Manchester United, chức vụ cao nhất mà Nistelrooy có cũng chỉ dừng lại ở mức trợ lý, cánh tay đắc lực của Ruben Amorim. Còn khi ra đi, chắc chắn Ruud sẽ nhận được nhiều lời đề nghị ngồi thẳng lên ghế nóng. Dù chỉ qua 4 trận cầm MU, nhưng ta có thể thấy rõ van Nistelrooy là của hiếm trong giới huấn luyện. Không phải là huấn luyện viên nào cũng có thể nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của các học trò, nhất là bằng nghệ thuật đắc nhân tâm.
Cảm giác Van Gaal thực sự rất nghiêm túc với công việc cầm sa bàn. Ông bỏ thời gian để phân tích đối thủ, ngồi lại trò chuyện với các học trò như những người bạn, rồi đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích. Có được điều đó thì Van Gaal phải vô cùng thấu hiểu từng cầu thủ, cùng với đó là bộ não nảy số nhanh để tìm ra ngay giải pháp. Không phải tự nhiên mà một Manchester United rệu rã, không thắng hàng tháng trời lại có thể trở lại mạnh mẽ đến thế. Dưới bàn tay của một huấn luyện viên vẫn còn quá ít kinh nghiệm dẫn dắt như là Ruud van Nistelrooy. Đó là vấn đề kỹ năng. Và biết đâu đấy ngày hôm nay Van Gaal ra đi để nâng cấp và khẳng định chính bản thân mình trong giới huấn luyện. Để rồi sau đó khi mà đã thực sự chín, ông sẽ trở lại Manchester United và viết tiếp câu chuyện vĩ đại của mình. Đi thật xa để trở về, nhà hát của những giấc mơ Old Trafford luôn chào đón quý ngài đã giải cứu câu lạc bộ trong lúc bĩ cực nhất, Ruud van Nistelrooy.